Ở đâu
thánh mẫu, yêu thương Chúa đã hiển hình, hy sinh cứu chuộc thế gian. Thờ lạy Chúa, con xin phép thiên nhiệm mẫu, yêu thương Chúa đã hiển hình, hy sinh cứu chuộc thế gian. Salom. Lời chào bình an của Nhạc Dân Chúa xin được gửi đến tất cả mọi người đang theo dõi livestream Những Nốt Nhạc Thiêng do Nhạc Dân Chúa thực hiện tại Nam California, USA. Và như thường lệ, trước khi bước vào chương trình, Kim Thúy xin được thay mặt Nhạc Dân Chúa xin mời mọi người chúng ta nhấn nút share để chia sẻ đến tất cả những người bạn bè xa gần, để mời gọi thêm những người chúng ta quen biết. Và Nhạc Dân Chúa luôn luôn mong ước là một chiếc cầu nối giữa Nhạc Dân Chúa và những người đang theo dõi livestream, gồm có tất cả những người thân yêu, luôn luôn yêu mến dành tình cảm cho Nhạc Dân Chúa. Và Kim Thúy ước mong là thật là nhiều cái nút share được chia sẻ ra đi, giống như là một cách thức để truyền giáo. Em có cái này có người comment cái này là chị nghĩ là Phong thích lắm đó nha. Ủa vậy hả? Cái comment chị nói đi, này chị là nói, chắc em khoái lắm. Các trang phục của các anh chị rực rỡ đẹp quá, vui sướng không? Yes, sướng lắm phải không? Cảm ơn quý vị nha. Thế nghĩ rực rỡ nhất là Thảo ở giữa đấy, nhờ vậy đó mà Phong được mà. Phong được ké. Mọi người nhìn thấy ngày hôm nay chúng em chơi màu cam, có một chút xíu màu cam mà mọi người nếu mà để ý kỹ một chút xíu thì sẽ thấy anh Thắng cũng có màu cam, chứ không phải chỉ có màu xanh không nhé. Anh thì... đó, anh đóng anh mở cho nhìn thấy. Cũng bị nhét cái chút màu cam vào cho nó đồng phục. Vâng, các cô điệu á, các cô bạn nhét vào đó để cho anh đồng điệu với chúng em. Ngày hôm Chủ nhật tuần này là lễ Chúa mừng kính mình máu Thánh Chúa, cho nên là đáng lẽ là mặc màu đỏ cơ, nhưng mà từ đỏ, từ cam qua đỏ gần nhau lắm, phải không Thảo? Dạ vâng. Em nghĩ mùa hè rực rỡ không chị? Sắp mùa hè. Đúng rồi. Trước hết là Kim Thúy xin chào đến nhạc sĩ Viễn Sứ. Bài hát vừa rồi, Hãy Thờ Lạy Chúa, mà quý vị vừa nghe Nhạc Dân Chúa hợp ca đầu tiên để bắt đầu chương trình của tác giả Viễn Sứ. Anh đã viết bài này trong một giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, rất trang trọng và êm đềm. Hy vọng là qua những bài hát, những lời ca của chúng em cũng có thể cho tác giả được cảm nghiệm được cái điều đó. Và chúng em rất là trân trọng và cảm ơn anh đã gửi bài vô. Và giờ đây Kim Thúy xin được mời mọi người chúng ta lại tiếp tục bước vào bài hát thứ hai trong chương trình ca nguyện hôm tối hôm nay. Một bài hát Kim Thúy xin được gửi đến mọi người với một tâm tình xin mời mọi người chúng ta cùng cầu nguyện cho nạn đại dịch đang bùng phát ở tại các nước ở bên Á Châu và nhất là Việt Nam. Bài hát Xin của tác giả Đoàn Vi Hương. Xin mọi người cùng đồng hành. Loài người cúi đầu cùng xin có một niềm tin, tin nơi tình yêu người, thử thách cũng sẽ vượt qua. Xin không còn nỗi sợ, từng giây tiến quan tài đi, xin cho ngày mai ánh sao sẽ thiêu màn đêm. Cùng xin ơn trên, cùng xin ơn trên, xin mọi người sám hối ăn năn, đường phố vắng lặng cùng xin. Xin với giọt nước mắt, xin
tội được thứ tha, xin hận thù trong qua, xin tình yêu chan hòa và xin thế giới bình yên. Xin cho được ước nguyện đường phố có đông người qua, xin cho tôi một lời, người hỡi yêu nhau nhiều hơn, xin cho niềm hy vọng và nỗi đau không còn lâu, xin cho toàn nhân loại vì đây không quá lỗi lầm. Chữa lành được tất cả các bệnh trên trần gian này. Trên bác sĩ cũng chịu thua. Hiện tại Kim Thúy biết là đại dịch của Việt Nam rất là nhiều và mọi người rất là lo sợ. Đây là lần thứ 4 Việt Nam đã phải chịu cảnh này. Và cũng vẫn trong tâm tình đó, chúng ta lại một lần nữa mời Chúa ở lại với chúng ta để rồi chúng ta hãy cầu xin Ngài ban cho chúng ta ơn can đảm, cậy trông và phó thác để chúng ta tiếp tục sống trong những cái thời gian khó khăn này. Tin chắc Ngài sẽ cứu thoát chúng ta. Hãy tin tưởng. Và sau đây là một lá thư tình của tác giả của tác phẩm kế tiếp. Lá thư này được gửi đến cho Kim Thúy trước giờ livestream không có lâu. Và ngày hôm nay Kim Thúy xin được phép đổi cái cách giới thiệu, Kim Thúy xin được đọc lá thư tình này
đến với mọi người. Được quen biết ông ca sĩ đẹp trai qua những livestream của Nhạc Dân Chúa, chủ nhân của một giọng ca rất lạ, tôi như được gợi hứng sẽ viết nên giai khúc nào đó với vóc dáng rất không quen. Và hình dung giai điệu ấy sẽ có những nốt như thế này, như thế kia, mà chỉ có một giọng hát của anh ta hoặc những giọng tương tự mới thể hiện hết cái hay của nó. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự thì tại thiên, nên hiệu quả thế nào thì đang hồi hộp. Hì hì. Và một ngày kia, sau một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất tôi đã hoàn thành được giai điệu ấy. Giai điệu đã có, bắt đầu viết lời. Ban đầu tôi chọn chủ đề về tình yêu và lòng thương xót, một chủ đề đã được ấp ủ từ lâu, nhưng khi đang viết nửa chừng, hình như thấy ý tưởng ấy chưa chín mùi hay sao đó, nên thôi, tạm ngừng. Cùng lúc ấy, nhận thấy có một dòng tình cảm khác đang chảy trong tâm hồn. Tình cảm rất thật, rất đỗi tự nhiên và không cần vắt óc suy tư nhiều. Đó là sự yếu đuối của con người, vốn hữu hạn, cần sự che chở của đấng toàn năng, đấng có tình yêu vô hạn. Và sau một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ mấy chục, bài hát đã được viết xong. Có tựa đề Ở Lại Với Con, có dòng nhỏ, dòng chữ nhỏ phía dưới, mến tặng ca sĩ Thanh Phong, đẹp trai nhất Nhạc Dân Chúa. Trời ơi, cái chỗ này mình để nói như vậy có người ghen đó nha. À, không biết ngay mà thôi, thì bây giờ mình nghe tiếp một chút xíu mình bàn ha. Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Phong và Nhạc Dân Chúa đã chịu khó hát bài của em. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị. Amen. Cho em xin hết, thư dài quá rồi. Rồi, bây giờ mình có quyền mang Thanh Phong ra xử trảm. Tại sao lại giành mất cái đẹp nhất của nhạc, đẹp trai nhất của Nhạc Dân Chúa? Còn anh Tùng đâu? Chị còn Thu sẽ không đâu? Chịu đâu á. Chị Thu nói là anh Tùng anh, là đẹp Tùng nhất là đấy. Đẹp nhất thôi. Tại sao lại để cho tôi thì tôi hơi ghen đấy nhá. Bác Thắng là đẹp lão, còn thằng Phong là trai trẻ, khác nhau. Dám nói như vậy, ta phong độ. À, thực sự Phong rất là hạnh phúc và khi được nhạc sĩ Idol viết một bài hát tặng cho Phong, đó là niềm hạnh phúc và thực sự Phong không bao giờ mà nghĩ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cho nên á, Phong rất là hồi hộp mà sợ lắm. Cho nên cái hỏi anh Tùng, ngoài em có hát có được anh Tùng thì đó, thì bây giờ nếu mà hôm nay thì Phong sẽ cố gắng hát. Thì nhạc sĩ có nói là muốn sự tại nhân mà thành sự tại thiên đó Phong chị, Phong đó, thì Phong sẽ cố gắng hát hết sức. Dạ, xin mời quý vị thưởng thức với nhạc phẩm của nhạc sĩ, ca sĩ rất là tài ba và giỏi, Phùng Minh Mẫn. Xin quý vị thưởng thức. Đây bên thêm hoang giữa nhân gian ngộn ngang, nào đâu lối đi an bình khi ánh dương tàn. Kia màn đêm đang dần buông sẽ cô đơn nhiều hơn, một mình con lạc loài nơi mình mơ gió sương. Vạn lấy Chúa chi từ là nơi con nương nhờ, lòng con van xin Ngài ở lại với con. Vì trời đã xế chiều, lòng con lo âu nhiều, đừng cho bóng đêm vật vờ làm con cô liêu. Ở lại đây với con, bóng tôi vỡ vây phần người hồn con sẽ héo hon. Ở lại đây với con,
trong cuộc đời buồn đau lo âu nào hơn vạn lạy danh Chúa chi tôn. Muốn con sẽ kêu cầu hoài ở lại đây với con. Ngài là núi đá, là nơi dung thân. Từ nay mãi mãi con van xin Ngài ở lại bên con, làm thân lữ khách ngàn phương. Nỗi cô đơn nào hơn, dù nơi phố đông dập dìu con vẫn u buồn. Vì niềm vui không là đây, dấu yêu không là đây, mà quê hương còn mơ xa trùng khơi gió mây. Vầng dương đã khuất rồi, niềm tin cũng giã rời. Bình an con mong đợi là nơi Chúa thôi. Vì con rất yêu hèn, sợ đêm đen vẽ bàng. Đừng cho khó nguy ngập đời làm con hoang mang. Ở lại đây với con, bóng tôi vỗ vai phép người, hồn con sẽ héo hon. Ở lại đây với con, thiếu vắng Chúa trong cuộc đời buồn đau lo âu nào hơn vạn lạy danh Chúa chi tôn. Mỗi con sẽ kêu cầu hoài ở lại đây với con. Ngài là núi đá, là nơi dung thân. Thì nên mãi mãi con van xin Ngài ở lại bên con. Ngàn phương nỗi cô đơn nào hơn, dù nơi phố đông dập dìu con vẫn u buồn. Vì niềm vui không là đây, dấu yêu không là đây, mà quê hương còn mơ xa trùng khơi gió mây. Vầng dương đã khuất rồi, niềm tin cũng giã rời. An con mong đợi là nơi Chúa thôi. Vì con rất yêu hèn, sợ đêm đen vẽ bàng. Đừng cho khó nguy cuộc đời làm con hoang mang. Ở lại đây với con, bóng tôi vỗ vai phần người, con sẽ héo hon. Ở lại đây với con, thiếu vắng Chúa trong cuộc đời buồn đau lo âu nào hơn vạn lạy danh Chúa chi tôn. Mỗi con sẽ kêu cầu hoài ở lại đây với con. Ngài là núi đá, là nơi dung thân. Từ nay mãi mãi con van xin Ngài ở lại bên con. Vạn lạy danh Chúa chi tôn. Mỗi con sẽ kêu cầu hoài ở lại đây với con. Ngài là núi đá, là nơi dung thân. Từ nay mãi mãi con van xin Ngài ở lại bên con. Từ nay mãi mãi con van xin Ngài ở lại bên con. Từ nay mãi mãi con van xin Ngài.
ở lại bên con. Nhìn trời, nhìn mây nước, nhìn vạn vật và cuối cùng nhìn lại chính con người của chúng ta. Con đã nhận thấy Ngài là người tạo tác nên con và Ngài luôn ở bên con những lúc vui buồn. Ngài nâng bước con. Con không có gì phải sợ khi có Ngài đồng hành. Xin mọi người cùng đồng hành với bài hát Ngài hằng có đó của tác giả Nam Du. Ngắm rừng xanh, ngắm biển sâu, con tin Ngài hằng có đó thật uy linh. Biên sâu rừng xanh, ngắm trời cao mây lượn quanh, con tin Ngài hằng có đó thật nên thơ. Trời mây do tay Ngài làm, Ngài hằng có đó dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi dễ thương. Ngài hằng có đó mới hay, Ngài hằng có đó thật cao sâu, đã tác sinh nên đời con. Ngắm thật sâu trong lòng con, mới hay một phần linh thiêng ở trong con. Con giống như hình ảnh Ngài. Ngài hằng có đó dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi dễ thương. Ngài hằng có đó giữ cung đời thăng trầm, vẫn luôn tin vào tình Ngài thương mến giữ bên con, nâng bước con trên đường xa. Khi đời vui lúc thư thái, vẫn tin Ngài hằng có đó đầy yêu thương, ban xuống cho đời an bình. Ngài hằng có đó dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi dễ thương. Ngài hằng có đó cuộc đời thăng trầm, vẫn luôn tin bao tình Ngài thương mến giữ gìn. Ngài hằng có đó dẫu con chưa thấy Ngài, vẫn tin trong con Ngài thật gần gũi dễ thương. Ngài hằng có đó giữ cuộc đời thăng trầm, vẫn luôn tin bao tình Ngài thương mến. Tất cả quý vị, bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, qua đó thể hiện tình yêu vô biên của Thiên Chúa đã dành cho con người chúng ta. Mình máu Thánh Chúa là tựa đề của một bài hát của Linh Mục Quang Uy. Linh hồn con khát khao, máu Ngài nuôi hồn con luôn khát khao. Thân Ngài nuôi linh hồn con luôn khát khao, máu mình
Chúa suốt đời. Ước mong mọi người luôn luôn khát khao Chúa, giống như trong lời bài hát của tác giả Linh Mục Quang Uy. Giờ đây xin được gửi đến mọi người. Giọt nước tan trong rượu dâng tiến ngài, hình bóng tinh khiết dâng lên thành tâm. Chúa ơi, đây của lễ thay cuộc đời con kính dâng. Trầm hương ngát bay dâng bao lời kinh thiết. Đến muôn đời hằng ghi nhớ nhiệm tính do tình yêu biết lấy chi bao đền. Linh hồn con khát khao mau ngài nuôi hồn con, hồn con luôn khát khao thân ngài nuôi linh hồn, hồn con luôn khát khao mau thân Chúa suốt đời. Giọt nước tan trong rượu nhỏ thắm nồng, mẫu bánh tinh khiết thơm ngon hiệp thông. Chúa ơi, đây của lễ vui xin tạ ơn kính dâng. Trầm hương ngát bay dâng bao lời kinh thiết. Chúa ơi, đến muôn đời hằng ghi nhớ nhiệm tích do tình yêu biết lấy chi bao đêm. Linh hồn con khát khao mong ngài nuôi hồn con, hồn con luôn khát khao thân ngài nuôi linh hồn, hồn con luôn khát khao mau minh Chúa trọn đời. Hương ngát bay dâng bao lời kinh thiết tha. Chúa ơi, đến muôn đời hằng ghi nhớ nhiệm tính do tình yêu biết lấy chi bao đền. Linh hồn con khát khao mau ngài nuôi hồn con, hồn con luôn khát khao thân ngài nuôi linh hồn, hồn con luôn khát khao mau thân Chúa suốt đời. Linh hồn con khát khao mau ngài nuôi hồn con, hồn con luôn khát khao thân ngài nuôi linh hồn, hồn con luôn khát khao mau minh Chúa trọn đời. Bài hát ca vang
Tình Yêu Chúa 2 của hai tác giả Đinh Công Huỳnh và Đinh Minh Hưng. Hình như là hai người này là anh em với nhau gì đâu đó, đó. Có họ hàng. Bài hát này thì chắc là không có quá lạ đối với mọi người, nhưng ngày hôm nay có thể sẽ rất lạ đối với cái lỗ tai của mọi người nghe trong chương trình của Nhạc Dân Chúa. Một cái phong cách họa, một sắc thái mới khi họa âm. Thì xin mời mọi người cùng đồng hành với bài hát Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 ngay sau đây. Tình yêu Thiên Chúa bao la tựa như biển khơi, tình yêu Thiên Chúa mênh mông trong dương sóng sơn, tình yêu bát ngát nay trời tựa ánh trăng thanh soi đêm trường tỏa sáng ngàn phương dẫn con trên nẻo đường dương thế. Tình yêu Thiên Chúa êm như dòng sông lướt trôi, tình yêu Thiên Chúa ngát xanh mùa xuân thắm tươi, dù cho gom hết lá vàng dù nước biển đông có dâng tràn, tình Chúa ngàn năm vẫn cao thẳm như núi Thái Sơn. Ca vang tình Chúa hôn đời chẳng phút nào ngơi, ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi, ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, ngài là lễ sống cho gian trần tìm đến suối nguồn. Chúa vẫn thương con tựa như mẫu thân, ngày đêm đưa dẫn trên đường và nâng đỡ con, làm sao nói hết ân tình ngài đã thương con, xin một lời hòa khúc ta ơn để ca vang tình yêu Thiên Chúa. Phật con yêu đuối mọn hèn mong manh Chúa ơi, tựa như chiếc lá tiêu sơ nhẹ bay vui thu, mà sao Chúa vẫn ân công dành hết cho con những ân tình nồng thắm hoa trang khắc bên con trong trái tim ngài. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi, ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi, ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, ngài là chân lý cho gian trần tìm đến suối nguồn. Chúa thôi, đền sao cho xứng thiên ân mà Chúa đã ban, nguyện nên khúc hát tri ân vọng mãi thiên thu, tán dương ngàn nguồn sống đời con đã cho con
tình yêu đã quý. Nguyện đem tâm trí xây đời bằng hết trái tim, và đem thương mến xóa tan thù oán ghét ghen, để tình yêu Chúa lan tràn vào khắp dương gian, để con người được sống bình an, biết yêu thương chia sẻ ân tình. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi. Ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song. Ngài là lẽ sống cho dân trần tìm đến dưới nguồn. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi. Ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song. Ngài là lẽ sống cho dân trần tìm đến. Và để với trong cái tinh thần hân hoan, chúng ta lại tiếp tục bước theo Chúa. Bước theo Chúa trong những ơn gọi của mỗi người chúng ta. Có thể là ơn gọi của Thánh Hiến, hay ơn gọi lập gia đình, hay ơn gọi độc thân cũng có nữa. Nói chung mỗi người chúng ta khi Chúa dựng nên, Chúa đều có một cái chương trình cho chính mình để mình có thể làm sáng danh Chúa. Bài hát Chúa cất tiếng gọi con của tác giả Việt Khôi ngay sau đây xin được gửi đến mọi người cùng đồng hành với nhạc dân Chúa để chúng ta có thể cảm nghiệm được ơn gọi Thánh Hiến như thế nào khi cất tiếng theo Chúa. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiên từ đây suốt đời không bao giờ đổi đời con. Chúa ơi sao quá mòn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời. Cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu. Bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối ngọt ngào. Đây bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Suốt đời không bao giờ đổi thay.
trái tim tràn chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu nên con Chúa gọi mời, để nên trên y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhớ ơn thân Chúa luôn cãi hùng. Chúa cất tiếng gọi con, nước trời Chúa tất nhiên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phước thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Giờ phút này đây xin mọi người chúng ta cùng lắng nghe bài hát Thánh Linh Tình Yêu của tác giả Huyền Linh, một bài hát rất là sâu lắng, chúng ta có thể dùng được trước khi mỗi lần mà chúng ta làm công việc gì hay trước giờ một giờ cầu nguyện để xin ơn Chúa Thánh Thần. Xin mọi người cùng lắng nghe. Lạy Thánh Linh tình yêu, con nay xin tận hiến thân xác linh hồn con để kết hợp với Ngài. Vì yêu mến Ngài đến thánh tẩy hồn con và chọn con trở sống nên một với Ngài. Lạy Thánh Linh tình yêu, con nay xin tận hiến thân xác linh hồn con để kết hợp với Ngài. Vì yêu mến Ngài đến để chữa lành con, đặt vào con quả tim và thần khi mới. Ngài khao khát luôn mãi biến đổi hồn con để trở nên nhân chứng cho tình. Lạy Thánh Linh tình yêu, con nay xin tận hiến thân xác linh hồn con để kết hợp với Ngài.
trong mỗi vui buồn khổ đau. Ngài khao khát con nhớ kêu cầu danh Ngài. Lạy Thánh Linh tình yêu, con nay xin tận hiến thân xác linh hồn con để kết hợp với Ngài. Hôm nay trong chương trình chúng ta có hai bài hát mà của cùng tác giả, đó là Linh Mục Thái Nguyên. Đây là tác phẩm đầu tiên mà trong chương trình ca nguyện livestream của Nhạc Dân Chúa, những nốt nhạc thiêng xin được gửi đến mọi người. Tựa đề lại cũng quanh quẩn với những gì mình đang nãy giờ mình hát ca ngợi và cầu xin, đó là xin Chúa ở lại với con, ca ngợi tình yêu của Chúa và cho chúng con biết kết hợp với Chúa. Bài hát mang tựa đề Chúa trong đời con. Một lần nữa xin được gửi đến mọi người tiếng hát của anh Đỗ Thắng qua bài hát Chúa trong đời con của tác giả Linh Mục Thái Nguyên. Vẫn âm thầm từng ngày trông con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình Chúa. Con với tâm lòng son sống cho đời con tràn chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say dấn thân dựng xây trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thấm tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Chúa cùng con với tâm lòng son sống cho đời con chán chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây nên yêu nồng say dân thân dựng xây trọn cả cuộc đời này. Biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, thiết quên mình đi để mến yêu chân tình, để con vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn vua, đấng con tôn thờ và mến yêu đời.
lòng son sống cho đời con, chan chứa muôn vời tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây nên yêu nồng say, dân thân dựng xây trọn cả cuộc đời này. Chúa ở cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa muôn vời tình thương Chúa sang đời. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây nên yêu nồng say, dân thân dựng xây trọn cả cuộc đời này. Tình Ngài sao nói nên lời, thánh tâm rộng mở gọi mời thân con. Tâm tư Ngài tỏ lòng mình, giang tay Ngài vẫn lặng nhìn muôn nơi. Tình thương từ trái tim cha, nhân lành êm dịu thiết tha ơn trời, đưa con vượt biển ngàn khơi, vẫn luôn dìu lối nâng đời con lên. Lắm khi đơn lẻ mình êm giữa ngàn sóng gió, lênh đênh thuyền tình. Thánh tâm Ngài bến yên bình, cho con tìm tựa lòng mình bên cha. Bài hát Cho con niềm phó thác của tác giả Giang Tâm nói lên cho chúng ta luôn luôn cậy trông phó thác, và dù gặp những thực tế rất là khó chịu, nhưng chúng ta phải chịu khó chứ đừng khó chịu. Xin mời mọi người cùng đồng hành với bài hát Cho con niềm phó thác. Sao con có thể phó thác khi đời con tối tăm giăng đầy, khi niềm tin bị thử thách, khi hồn con như sa chìm hố sâu. Sao con có thể phó thác khi thấy bao điều trái ngang trong đời, khi thật thà lại lỡ xa thất thiệt, còn tham lam được hứa ban an nhàn. Xin Chúa cho con niềm phó thác cả những lúc như chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng cậy trông nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dâng thân theo Chúa sống vì tin mừng, dẫu cho bao thử thách vẫn hy vọng. Sau đời này tâm tôi cũng qua đi, sống mới tựa hừng đông rực sáng mãi muôn đời. Sao con có thể phó thác khi ngày đêm lắng lo nhọc nhằn, khi gặp ngõ cùng bế tắc, khi lòng con trải sàn cùng khổ đau. Biết bao sự giữ trong lòng người, khi người lành chịu đắng cay khốn cùng, còn kẻ dữ lại nhớ nhớ an toàn. Xin Chúa cho con niềm phó thác cả những lúc như chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng kể trong nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dâng thân theo Chúa sống vì tin mừng, sống cho bao thử thách vẫn hy vọng. Sau thời này tâm tôi cũng qua đi, cuộc sống mới
khi chờ mong Chúa câu trả lời. Khi Ngài như lặng thinh mãi, khi đời con chẳng như là ý con, sao con có thể phó thác khi thấy lòng người đảo điên quay cuồng, chẳng còn gì ngoài thú vui hương thụ. Con đi theo Ngài thánh đô giữa đời, xin Chúa cho con niềm phó thác cả những lúc như chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng cậy trông nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dẫn thân theo Chúa sống vì tin mừng, dẫu cho bao thử thách vẫn hy vọng. Sau đời này tâm tôi cũng qua đi, cuộc sống mới tựa hừng đông, rực sáng mãi muôn đời. Xin Chúa cho con niềm phó thác cả những lúc như chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng cậy trông nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dẫu thân theo Chúa sống vì tin mừng, dẫu cho bao thử thách vẫn hy vọng. Sau đời này tâm tôi cũng qua đi, cuộc sống mới tựa hừng đông, rực sáng mãi muôn đời. Một chút xíu riêng tư, Kim Thúy xin được khoe cũng như là xin được mời mọi người là giúp cho ủng hộ Kim Thúy, đó là sắp tới đây thì sẽ ra cái website của Kim Thúy Media. Trong đó nó giống một cái nhà, tại Thúy nghĩ là cũng khoảng gần 20 năm nay Thúy có những cái hoạt động sinh hoạt trong về công giáo, về tâm linh, về thánh ca. Trong đó có rất là nhiều tiết, nhiều cái mục trong đó, và nhạc dân Chúa cũng là một trong những cái đó, phần của một phần đời của Kim Thúy. Thì Thúy sẽ gom lại hết và để trong một cái trang web để mọi người có thể vào trong đó để tìm thấy và dễ tìm hơn. Đồng thời Thúy cũng có cái YouTube là Maria Kim Thúy, nếu mọi người được thì ủng hộ cho Thúy. Và bên cạnh đó, của không riêng chỉ cá nhân Kim Thúy mà bên nhạc dân Chúa cũng có cái trang gọi là gì, cái page cũng chuẩn bị làm của những bên nốt nhạc thiên mình đã có lâu rồi. YouTube mình có chuẩn YouTube bị YouTube thì nhau. Không những YouTube có sẵn rồi chị, là là nhạc dân Chúa. Dạ, cho nên là cũng kêu gọi mọi người có thể vô để mà subscribe, ủng hộ để đồng hành với chúng em. Mọi cách, đây là cái tinh thần mà chúng em cần. Để khi chúng ta, đó là không đòi hỏi gì cả mà cho chúng em, tiếp sức cho chúng em biết, khi biết rằng những lời ca tiếng hát, những công việc làm của chúng em luôn luôn có người đồng hành. Để cùng ca ngợi Chúa, để xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Xin một lần nữa xin cảm ơn. Bài hát Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giê-xu của Linh Mục Thái Nguyên. Xin mọi người cùng đồng hành. Maria, con đến với Chúa Giêsu, từng lòng con khao khát chờ mong. Nhờ Mẹ Maria, đưa dẫn con trên đường đời, được gặp Chúa Giêsu rạng ngời. Maria mẹ ơi, con phó dâng cho mẹ trong đời, trên phương con đi ngàn. Nói thương xem con mẹ ơi, Maria mẹ ơi, con cất cao muôn lời ca ngợi, lòng mến yêu không hề vơi, dâng dâng con đến cùng với Chúa. Nhờ Mẹ Maria, con dám bước trên sông pha, giữa đời bao gian khó lầm than, lòng con không hoang mang, cho dẫu bao
yêu nguy nan thì gặp Chúa sương vui vô vàn. Maria mẹ ơi, con cầu dâng cho mẹ trong đời, trên tương con đi ngàn đời, xin cái thương sớm con mẹ ơi. Maria mẹ ơi, con cất cao muôn lời cao này, lòng tên yêu không hề vơi, dẫn dìu con đến cùng với Chúa. Maria mẹ ơi, con cất cao muôn lời ca ngợi, lòng mến yêu không hề vơi, dắt dìu con đến cùng với Chúa. Hy vọng giờ phút này mọi người đang có những tâm tình thật là thoải mái, bình an. Xin gửi lời chào một lần cuối và hẹn gặp lại mọi người. Hy vọng trong 2 tuần nữa, nếu sức khỏe chúng em cho phép, và xin mọi người tiếp tục nhấn nút share và cầu nguyện với chúng em, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần livestream kỳ tới. Bây giờ chúng ta sẽ nói lời chia tay bằng chữ Shalom nhé. Bốn bè Shalom.